Lâu rồi. Ôi, ôi. Nhớ lại. May mắn mà. Anh em bây giờ nhắm con mắng bắt đầu từ đây. Nhắm con mắng kìa. Anh phản lắm rồi ơi. Chưa hiểu, thực ra tôi ngày xưa cũng rất thích chơi nhưng hiện tại vẫn chưa hiểu rõ. Tất cả hầu như là các bà chơi được rồi. Đấy, vào rồi chơi. Nhưng mà vẫn chưa hiểu luật nhá. À, ăn rồi. Đây là trò đánh mắng. Thực ra thì không nhớ lắm là cái như luật như thế nào. Bạn gì ấy, bạn đạt. Anh em chưa hiểu luật lắm. Thì lâu quá, anh không biểu. Các bà thua rồi, bây giờ lại về đây. Bây giờ lại đến lượt các thành viên của đội ngũ. Đến tối nó chính là hàng đấy đâu. Nghe này. Dạ rồi. Đây, ném đến đây này, ném đây xuyên phải vào. Cố lên anh Châu ơi, cố lên, cố lên. Cố lên. Lại thua rồi, lại thua. Cố lên. Lại đối người. Thực ra là vẫn chưa hiểu ông trò này lắm. Không biết đánh bắn à? Không. Cái thằng này. Bây giờ lại đến lượt các bà đúng không? Chưa đánh bắn này. Không hiểu lắm về cái vấn đề này như nào thì lâu lắm ông không chơi. Đây là một người mới được bạn nói. Chưa hiểu lắm lại cái vấn đề ngày xưa. Giải thưởng đây nhá. Lật tay rồi nào. Lật tay rồi đó.
Bà ơi, sao con này này? Ôi, ba! Sai rồi, sai rồi, sai rồi!